Vâng, em Thảo Auto Bình Dân xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh Trần Thảo Khang, kênh YouTube chuyên Auto giá đất Bình Dân. Và để phục vụ anh em yêu mến audio trên mọi miền Tổ quốc, thì hôm nay em xin làm clip này để giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta một con Amly này ha. Thương hiệu Boston của Mỹ, được sản xuất tại Hàn Quốc. Đó là con Amly Boston. Con Amly này là gì ha? Boston có model là BA 8200 mã gì ha. Con ly này cái size của nó là rất là khủng vậy ha, nó bằng giống như đúng như cái con là Jaguar 506N gì ha. Đó, size nó là size to vậy gì ha. Và nội thất nó thì nó chạy cũng tương đương giống như con 506N gì ha. Và công suất nó thì cũng 1080W hay gì đó. Để hồi nãy em quay công suất vậy ha. Nhiều khi mình nói mình quên mình nhớ có lộn công suất với con kia không. Thì công suất nó cũng khá cao. Cái cách chơi này cái nọ đồ, cái con Boston này thì nó rất là giống với con 506N Jaguar giống như nha. Nhưng mà con này quýnh boss cũng ác lắm gì ha, quýnh double á. Tiếng hay lắm, vậy cô rất nhẹ các hay. Đây là con đi mặt chúng ta. Thì em clip trước thì em cũng có quay chi tiết cận cảnh này kia nọ đồ nội thất này, con này em cũng có quay clip rồi. Nhưng mà do clip nó trôi quá nhiều khi quý vị và các bạn chúng ta sẽ không thấy, nên là hôm nay là em làm lại cái clip này cũng như là để giới thiệu lại cho quý vị và các bạn chúng ta biết con ly này đi ha. Và nhân dịp cuối tuần hôm nay thì giá mình cũng xin giảm chút đỉnh để chia sẻ niềm đam mê hát hò cho anh em gì ha. Con này thì nghe nhạc và karaoke đều hay gì ha. Đó thì con này là hình thức nó là không phải là hàng bãi gì ha, hàng này là hàng mới của cái gì là điện máy chợ lớn hoặc là các nhà mà phân phối nhập khẩu hàng chính hãng ta có bán gì ha. Con này thì ở An Giang thì trong siêu thị Nguyễn Huệ của An Giang nó cũng có bán trên 10 triệu gì ha, hình như là 12 triệu gì đó. Nhưng mà con này thì nó còn nguyên zin gì ha, tem bảo hành của nó vẫn còn luôn. Nhưng mà lúc mà mình mở ra để mình kiểm tra, mình mua lại hàng cũ người ta sử dụng rồi á, lúc mình mở ra mình kiểm tra, cho nên là mình mới buộc lòng mình phải mở cái tem đó ra để mình xem gì ha. Và tất cả trong trọng là nó easy. Thì vì các bạn nào muốn xem cái nội thất của cái con này thì vì các bạn vào kênh truy cập vào kênh Trần Thảo Khang, rồi vì click vào chữ video và vì tìm kiếm trong đó là sẽ có cái tựa đề là Amly Boston model là BA 8200 mã. Đó là có clip có chi tiết con đó gì ha. Và bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết cho vị và các bạn xem. Đây nó có một đường, hai đường vào micro gì ha, micro hai đường vào. Và đây là cái đường eco tổng đi ha. Còn trên cái đường micro thì nó cũng có cái nút eco, tăng giảm eco trên mỗi micro gì ha. Còn dưới đây thì eco tổng. Và ở đây thì nó để là 4 channel mixing Amly, có nghĩa là Amly 4 kênh gì ha. Thì nó giống như là hai con Amly chạy độc lập luôn gì ha. Đó. Ví dụ như chúng ta chỉnh dàn trên này là một cặp lo. Nè để nè, mixing 1 2 này là cặp, ở sao mình để một cái lo câu số 1 số 2 là mình chỉnh dàn trên là chỉ có hai cái lo hát thôi gì ha. Còn nếu mình chỉnh dàn dưới thì lo 3 lo 4 là nó hát ghi đó. Cho nên là cái dòng này nếu mà mình muốn chơi cặp lo mà nó chuyên quýnh nhạc nền, nó không có nhất thiết là phải nghe tiếng nó hát, là mình câu vào, ví dụ như mình câu vào 3 4 đi đó, rồi cái đầu ở ngoài sau nó có cái nút gạt, chút mình sẽ chỉ cho các bạn ha. Mình gạt qua cái nút 1 2 cho micro vào 1 2 là micro nó chỉ vô cái liền này, chỉ vô cái cặp lo câu ở trên kênh số 1 số 2 gì ha. Số 3 số 4 này mình quýnh vô tư, quýnh lớn thoải mái vô tư, tiếng chỉ nghe tiếng nhạc thôi, tiếng ca của mình là nó không lọt vào cái cặp lo này. Đó là mình chơi mấy cái lo mà bãi, mà cái dòng mà không có hát karaoke mình thương lo đó, mình không có xài tiếng á, thì mình quýnh nó cái quýnh cho nó chạy nhạc nền với cái này giống như 2 ly độc lập đi ha. Còn ở đây thì cho tiếng đó là nó chạy. Bởi vì nó hay rồi cái chỗ đó vậy ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ, con này thì còn đẹp lắm vậy ha, còn đẹp và zin luôn vậy ha, bao zin cho vì và các bạn luôn. Đấy đấy, thì ở ngoài sau nó làm gì đó, chăng cái nút này là mình mở ra kiểm tra, cho nên là buộc lòng mình phải mở banh cái chỗ cái tem dán vậy ha. Đây mình để mình sâu trước cái công suất của nó, đây là cái gì ha, cái công suất của nó là gì, cũng là 1080W, nó bằng với cái con dòng 506 luôn vậy ha.
maximum output là 520W đó. Lò nó cái ra lò là 520W vậy ha. Lò nào mà 200W cái là nó đã luôn gì. Đấy. Hay ví dụ đây. Lò thì hiện tại nè. 1 2 là một cặp lò gì hai cái nè, 1 2 3 4 gì ha, là một cặp lò, nó là hai cặp lò. Và ở đây nào gì ha? Music nè. Music là nó cho chơi nào gì? Mình gạt qua đây nè, là chơi hết 1 2 3 4 nè, bốn lo đều có vô nghe nhạc hết nè. Còn mình gạt qua đây là 1 3 2 4. Nếu mà mình gạt qua bên đây á là mình ghi 1 3 2 4 thì nó sẽ có cho mình ghi lỗ nào thì nó nhận lỗ nấy. Còn gạt đây là chỉ cần ghi 1 với 4 này thôi ha, là nó tín hiệu nó vô hết đi ha, ghi trên dưới nè. Là tín hiệu nó vô hết bốn lo. Đó. Còn cái phần chữ đây là chữ mid nào gì ha. Đó. Nè, nó có dưới có số là 1 2 3 4 gì ha. 1 2 với 1 4 chứ không phải là 3 4 nha, 1 2 1 4. Có nghĩa là khi mà mình gạt qua bên đây là micro nó chỉ cho phép vào cái lo số 1 và số 2 thôi gì ha. Mình câu lo số 1 số 2 nè. Mình gạt qua đây là micro nó chỉ qua tiếng 1 2 thôi gì ha. Còn mình gạt qua đây 1 4 là mình hát karaoke hai cặp luôn gì ha. Micro nó sẽ tiếng của mình nó sẽ vô hai cặp lo luôn. Đó. Còn máy thì mình gạt qua đây thì mình chơi một cặp đó. Bởi vì cái con này nó tiện lợi vậy ha, ruột gan thì gắt gấu vậy ha, một sức gắt cao gắt gấu, hàng hàng chính hãng gì ha. Và giá thì hôm nay thì em cũng xin giao lưu đến quý vị và các bạn, giảm giá cho quý vị và các bạn ha, để chia sẻ niềm đam mê hát hò cho quý vị và các bạn chúng ta luôn đó. Thì con Li Boston có đây là bia 8.000 la mã, hàng chính hãng đã qua sử dụng, sắp tràn thảo khang em, bao zin toàn tập cho anh em chơi. Con này chỉ lấy về là hát kim điện vô là nghe nhạc hoặc hát karaoke thôi. Con này là không sửa chữa gì hết, chưa sửa chữa gì hết. Và quý vị và các bạn lấy về cũng không sửa chữa gì hết luôn gì ha. Và đặc biệt nó cũng không ô xè gì hết, hát rất là ngọt luôn gì ha, tiếng rất là trầm luôn. Thì con này hôm trước thì em có rao như là 5.5 triệu, 5.3 triệu gì đó gì. Nhưng mà hôm nay kể từ khi clip lên sóng, Trần Thảo Khang xin giao lưu con âm ly này với giá là 4.900.000 đồng gì ha, 4.9 triệu chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Nếu vì các bạn nào khu vực miền Nam từ Sài Gòn trở về thì mình sẽ bao ship cho các bạn ha. Còn anh em ở xa thì hỗ trợ tiền ship cho mình ha, tự trả tiền ship đó. Rồi thì mình xin nhắc lại, con Li Boston bia 8.000 la mã, hàng chính hãng, sắp tràn thảo khang em, giao lưu đến vì và các bạn chúng ta với giá là 4.9 triệu gì ha. Đó. Rồi nếu anh em và các bạn nào quan tâm cũng như là muốn sở hữu con Li này để nghe nhạc cũng như là hát hò karaoke gia đình để trải nghiệm chất âm của nó, thì quý vị vui lòng liên hệ với Trần Thảo Khang số điện thoại 0902 764 784 đi ha. Đấy, nếu quý vị và các bạn nào gọi số điện thoại không được thì quý vị và các bạn vô Zalo, quý vị bấm cái số đó vào trong phần Zalo, quý vị gọi thoải mái, bởi vì trong Zalo em đang cài đặt chế độ mở để nhận tất cả các cuộc gọi từ quý vị ha, cũng như là nhận tất cả các tin nhắn từ quý vị và các bạn. Rồi thì đến đây em xin tạm dừng video nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi clip vị nha. Và trước khi rời khỏi màn hình, quý vị đừng quên cho clip em xin một like cũng như là một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần cũng như là ủng hộ kênh Trần Thảo Khang của em đi nha. Em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.